Con kính mong quý sư hoan hỷ chỉ dạy con. Thưa sư, có một vị thầy bên Phát Triển đưa ra những lập luận hợp lý cho việc kinh Phát Triển là do Đức Phật thuyết và đây là đường link. Rồi. Thì cái cụ thể ở trong cái đường link này đó là cái là vị một cái vị hòa thượng thì nói là bây giờ chúng ta lấy cái bằng chứng gì, lấy cái tư cách gì để mà nói là cái kinh tạng đó là không phải là Phật thuyết. Thì cái vấn đề là cái người ở trong cái video á, trong cái video clip mà cái vị này dẫn chứng á, thì lỗi là do người hỏi, lỗi một phần là do người hỏi. Tại sao? Tại vì người hỏi đó họ không có sự tìm hiểu một cách đầy đủ, họ không có góp đủ những cái thông tin đó. Cho nên là cái người hỏi đẩy vị hòa thượng vào trong tình thế khó xử do thiếu thông tin nha. Thiếu thông tin ở đây là gì? Ở đây á, là cái người hỏi đó thì họ không biết là ông Wonder là ai. Và cái câu gọi là cái phát biểu là cái kinh tạng do Phật giáo Phát Triển thì không phải là do Phật thuyết á. Thì do ông Wonder ông có đề xướng. Nhưng mà bây giờ nhiều người họ không biết ông Wonder là ai. Thì như thế này, trong giới nghiên cứu cổ ngữ nha, thì ông Wonder đó là một nhà học giả lừng danh trong giới học thuật đó. Ai, bất cứ ai nghiên cứu cổ ngữ mà đặc biệt là cổ ngữ Pali đó mà không biết ông Wonder thì cũng giống như ai học y bác sĩ mà không biết ông Pasteur vậy. Cho nên là vị này là một vị rất là lừng danh, và vị này giỏi đến cái mức độ đó là vị này nghiên cứu cái cổ ngữ mà có thể từ cái cách hành văn nha, từ cách hành văn Pali nè, Sanskrit nè, Hán nè đó, từ cách hành văn vị này có thể phân biệt ra được thời kỳ mà cái đoạn văn đó xuất hiện, một cái đoạn văn bản nó xuất hiện. Nói theo cách dễ hiểu á, là nếu như một người nghiên cứu tiếng Việt á, thì họ sẽ biết là mỗi một thời kỳ á, người ta có cách sử dụng ngôn ngữ khác nhau, cũng là tiếng Việt nha. Thì cái tiếng Việt của bây giờ năm 2020 nó sẽ khác tiếng Việt năm 2000, mà tiếng Việt năm 2000 sẽ khác tiếng Việt năm 1990, mà tiếng Việt năm 1990 chắc chắn sẽ khác tiếng Việt năm 1945, 75, rồi sẽ khác năm 45, sẽ khác năm những năm 900, ví dụ như vậy. Cái người mà họ nghiên cứu mà họ chuyên, họ giỏi thật sự, họ sẽ từ cái đó họ phân biệt là cái đoạn văn bản này nè nó xuất xứ vào thời kỳ nào, họ biết được tới mức độ đó. Họ giỏi lắm, đặc biệt ông Wonder ông giỏi lắm. Quý vị mà học Pali, học Sanskrit mà quý vị không biết ông Wonder thì nó giống như sư nói hôm nãy, giống như mình học y mình không biết ông Pasteur là ai á. Thành ra là sư thì cũng mượn lại một cái câu nói, đó là sư đồng ý cái chuyện ở trong cái clip là một cái câu là chúng ta hãy cẩn thận khi trả lời để tránh sự lúng túng cho những người ít học ít tu. Bởi vì khi mà mỗi một vị thầy, mỗi một vị sư mà đưa ra một quan điểm mà không có dẫn chứng thì nó sẽ làm cho cái người mới học họ rất là lúng túng. Thì bây giờ cái giải pháp mà trung đạo đi thì như thế này, sư mượn lời của Hòa Thượng Thanh Từ. Khi mà có người nào đó hỏi Hòa Thượng là bây giờ có người nói kinh này là Phật thuyết, kinh này không phải Phật thuyết, thì bây giờ con phải làm sao? Thì Hòa Thượng nói như thế này, bây giờ đó, cái kinh nào mà ở cả hai hệ phái đều có thì chúng ta học. Ví dụ như ở trường bộ nè thì tương ứng với trường A Hàm đó, rồi trung bộ đó tức là cái bộ Nikaya của mình, của Nam truyền thì tương ứng với cái bộ A Hàm của Bắc truyền.
Thì hai bộ này tương ứng thì chúng ta có thể yên chí và chúng ta học. Còn những cái kinh nào mà không có giống nhau á, tức là bên này có bên kia không có, thì để qua một bên. Thì đây là một cái lời đề nghị trung đạo, ít nhất là dành cho những cái vị mới học và mới tu. Quý vị chưa có nhiều cái kinh nghiệm á, thì quý vị sẽ dễ bị rối. Thì đó là lời đề nghị của sư. Còn khi mà quý vị đã nghiên cứu kỹ rồi thì sư vẫn khuyên là quý vị học Pali đi, và học Sanskrit, và học mình nghiên cứu cho nó sâu, có lòng á, nghiên cứu cho sâu. Và quý vị sẽ thấy là ông Wander ông nói đúng hay nói sai. Ở đây thì sư sẵn, thì sư trích dẫn một cái đường liên kết để cho quý vị thấy là cái quan điểm của ông Wander và những vị đồng vai, đồng vế với ông Wander, tức là cũng là cây đa, cây đề trong cái giới học thuật á. Thì ở đây là cái trang Mahayana Sutta của đây là một cái trang là nghiên cứu Phật học ha. Ở đây là sẽ nói về những cái kinh tạng của Phật giáo phát triển, toàn bộ những cái phân tích đó, phân tích một cái bài gọi là học thuật, rất là nhiều cái tính học thuật ở trong đây, và quý vị có thể tham khảo ha. Đấy, ví dụ như là ở đây là có thể xem cái tính chất lịch sử nè đó. Và đây là ông Wander, ông đã nói như thế này đó, ông đã nói như thế này đấy, quý vị có thể xem ha, biết tiếng Anh thì nên xem rồi. Và bây giờ chúng ta qua cái câu hỏi tiếp theo.